Ai mà đang bị đau dây thần kinh tọa, teo một chân, vôi hóa, do vôi hóa hoặc thái hóa cuộc sống, gai hóa cuộc sống, mà bị ảnh hưởng đến cái dây thần kinh hông to, có nghĩa là dây thần kinh tọa đó, mà bây giờ là bị teo một chân, thì hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ với anh chị mình một cái bài thuốc dân gian có thể hỗ trợ chúng ta rất là tốt. Và nếu như hợp cơ địa thì nó sẽ hết cho quý của chị mình. Và vấn đề tốn tiền thì nó sẽ rất ít. Đây là cây cỏ sữa lá nhỏ. Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý của anh chị mình một cái công dụng rất là tuyệt vời từ cái loại cây cỏ sữa này. Bây giờ nhổ nó. Đây của anh chị. Thì đây là cái cỏ sữa lá nhỏ. Cỏ sữa thì nó có hai loại, cỏ sữa lá lớn và cỏ sữa lá nhỏ. Thì trong cái bài thuốc này thì cỏ sữa lá nhỏ này, chúng ta sử dụng cỏ sữa lá nhỏ này. Nếu chúng ta không có thì chúng ta có thể tìm mua trên mạng, hoặc tự chúng ta đi tìm. Nếu tự chúng ta đi tìm thì nó sẽ không tốn tiền. Còn nếu chúng ta mua thì nó sẽ tốn tiền, nhưng nó cũng rất là ít. Trong cái bài thuốc này thì cỏ sữa lá nhỏ này của anh chị mình là lấy cho Hải khô là 300 gram, có nghĩa là 3 lạng, còn nếu tươi thì 1 kg cỏ sữa lá nhỏ. Rồi, lấy cho Hải là cái này. Đây là đỗ trọng, vỏ của cây đỗ trọng, ở trong đông y người ta gọi là đỗ trọng. Thì mới gần đây Hải cũng đã chia sẻ cái công dụng của đỗ trọng rồi, Hải không chia sẻ nữa. Thì hôm nay Hải chỉ chia sẻ cái công dụng của nó, cái bài thuốc thôi. Đỗ trọng này, trong bài thuốc này của bán chị mình lấy cho Hải 1 kg đỗ trọng. 1 kg đỗ trọng như thế này, đi đến tiệm thuốc Nam thuốc Bắc cũng có ha, tìm mua. Hai loại này của bán chị mình bỏ vào một cái bình ha. Đổ cho Hải là khoảng 4 đến 5 lít rượu gạo lò nấu, cái rượu mà chúng ta thường uống nha, khoảng 30 đến 35 độ đổ vào, và chúng ta ngâm. Ngâm trong vòng khoảng 20 đến 30 ngày là chúng ta sử dụng dần được rồi. Mỗi lần sử dụng của anh chị mình lấy cho Hải khoảng cái ly nhỏ như thế này, mỗi lần uống 2 ly, mỗi ngày 2 đến 3 lần trong bữa cơm hoặc sau khi bữa cơm đó. Và của anh chị mình có thể lấy cái rượu đó luôn, xoa bóp cái chỗ, cái chân mà chúng ta bị bệnh. Thứ nhất, thứ hai nữa là chúng ta nên kết hợp với lại, nếu mà để tốt nhất thì chúng ta nên kết hợp với lại châm cứu và bấm huyệt nha. Uống cái này, uống cái rượu giữa cỏ sữa lá nhỏ và cái đỗ trọng, rồi lấy cái đó, uống xong cái lấy cái đó xoa bóp luôn rồi, và kết hợp với lại châm cứu, phải châm cứu nha. Cái uống cái này không á thì nó cũng, nói chung thì nó cũng hết, nhưng nếu chúng ta muốn nhanh hơn thì chúng ta phải châm cứu, và để có kết quả cao nhất thì phải châm cứu nha. Nếu mà ở gần nhà Hải thì Hải cũng sẽ hỗ trợ về vấn đề châm cứu, mà ở xa quá thì Hải thua đó, mà Hải cũng chưa có mở ra cái phòng mạch để châm cứu nữa, bởi vì chúng ta làm gì chúng ta phải có giấy phép đồ đàng hoàng, giấy phép chưa về, cho nên là Hải cũng chưa có dám làm phải tuân theo những gì quy định của nhà nước đó. Rồi, đó là những gì mà Hải muốn chia sẻ của anh chị mình hôm nay. Và lưu ý sử dụng điều đặn ha, sử dụng điều đặn chứ không có được mà ngắt quãng ha. Thứ hai nữa là kiêng cử rượu bia, thuốc lá. Chúng ta nên ăn những cái thức ăn lành mạnh đó. Thì cái bài thuốc này thì nếu như mà cô bác anh chị mình tin tưởng và sử dụng điều đặn kết hợp với lại đúng như Hải chia sẻ thì nó sẽ mau sớm cái chân chúng ta trời phục hồi trở lại. Nếu chúng ta không có trị thì sau này cái chân đó bị phế luôn, nó teo bị phế luôn nha. Rồi thì cũng đã xong, vì video hôm nay ngắn như vậy thì Hải muốn chia sẻ một cái bài thuốc đơn giản như vậy, mong rằng có thể giúp đỡ được phần nào chú quý của chị mình. Bây giờ Phan Hải xin kết thúc video đây. Kính chúc quý của anh chị mình luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn hạnh phúc, dồi dào sức khỏe. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý của chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.